Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và nhãn hàng dụng cụ mỹ thuật Colorkid, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long tổ chức tổng kết Ngày hội sắc màu năm 2023, trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt. Đây là năm thứ 6 chương trình Ngày hội sắc màu được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng, khuyến khích sáng tạo góp phần bồi dưỡng và phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật, giúp các em phát huy năng khiếu, phát triển toàn diện. Ngày hội sắc màu cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 được triển khai từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội đồng đội các cấp, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các cơ sở đội và thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi trên mọi miền đất nước. Sau hơn 5 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 190.000 tác phẩm tranh vẽ của các em được thể hiện với nhiều góc nhìn sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động. Ban tổ chức đã trao 15 giải tập thể cho hội đồng đội các tỉnh, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và các liên đội trường học đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức cuộc thi và có nhiều tác phẩm tham gia. Trao 43 giải cá nhân cho các em thiếu nhi có những tác phẩm tranh vẽ xuất sắc gồm 1 giải đặc biệt chung, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 30 giải khuyến khích chia đều cho hai khối tiểu học và trung học cơ sở.